Thưa vâng, quý vị vừa mới nghe tất cả những gì mà phải nói là Lê Ngọc Nghĩ có thể dùng cái từ là một cái chiến thuật, một cái cách của luật sư Duyên để mà đưa ra một cái kết quả tốt trong công ăn việc làm. Thì trở lại về những gì mà Ủy ban điều tra đặc biệt ở Hạ viện đó, thưa với anh, khi mà họ điều tra cái cuộc bạo loạn xảy ra ở tại Capitol Hill vào ngày 6 tháng Giêng, thì chúng ta thấy càng ngày chúng ta có rất nhiều những cái tin tức để mà chứng minh cho chúng ta thấy rõ là tại sao hay là từ đâu mà xảy ra cái cuộc bạo loạn. Nhưng mà thật sự đó thưa với anh, để đưa đến một cái kết luận và một cái kết quả cuối cùng, thì anh nghĩ là cái chiến thuật truy tố nào mà Ủy ban điều tra đặc biệt Hạ viện họ nên dùng để mà họ có thể buộc Donald Trump hoặc là cái nhóm đồng minh của ông phải chịu trách nhiệm cho cái cuộc bạo loạn. Lê Ngọc nghĩ đó là cái kết quả cuối cùng của Ủy ban điều tra đặc biệt, hoặc là cái chiến thuật truy tố nào mà họ dùng để họ hy vọng họ có thể gây được một cái áp lực cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Merrick Garland sử dụng Bộ Tư pháp để mà truy tố, để mà thật sự đưa đến cái bước cuối cùng điều tra Donald Trump, thưa anh. Câu hỏi của Lê Ngọc nó đặt ra một cái vấn đề về cái power, về cái jurisdiction ấy. Chúng ta biết là quốc hội không phải là cơ quan chấp pháp, họ là cơ quan lập pháp. Quốc hội thì làm luật nhưng mà không có quyền nghiêm chấp cái luật đó. Cho nên họ đặt luật ra và người nào sai luật thì cái cơ quan mà enforce chấp pháp đó, đó là những cái công tố, hay là rồi công tố mới đưa qua tòa án rồi mới xử phạt như thế nào, thì đó là, cho nên bây giờ cái ủy ban điều tra Hạ viện họ nói rất là rõ, bởi vì họ biết là họ không có một cái nhiệm vụ gì để, không họ không có cái power để mà họ chấp pháp đó, nhưng mà họ nói rằng là cái bạo loạn của cái ngày ngày 6 tháng Giêng đó, nghĩa là chính họ, những người dân biểu và những người nghị sĩ trong sống trong cái nguy hiểm như vậy đó, rồi không lẽ là bây giờ cứ để cho nó trôi qua như vậy rồi rồi lờ đi sao? Mà chính như vậy mà họ mới nói rằng là họ dùng cái power của họ, họ nói là như vậy thì chúng tôi điều tra, mà để cho cái ủy ban điều tra của họ mà được hợp pháp đó thì họ phải nói là phải có mục đích rõ ràng. Thì cái mục đích của họ, họ nói là họ sẽ dùng tất cả những cái vụ dữ kiện mà họ điều tra đó với cái mục đích là để họ ra luật, để làm luật, chứ họ không có nghiêm chấp gì cả, để họ làm luật để mà ngăn chặn là trong tương lai những cái nguy hiểm như vậy cho cái nền dân chủ đừng có xảy ra nữa. Cho nên quý khán thính giả thấy là đó là cái mục pháp luật, cái mục đích của họ là mục đích là làm luật. Mà chúng ta thấy rằng cái người, bởi vậy bà Nancy Pelosi bà hay ở cái chỗ đó là bà biết rằng trước khi mà bà điều tra thế nào cũng bị challenge, thành ra bà đưa cái mục đích rất là rõ ràng. Chính vì như vậy mà khi mà bà subpoena người này subpoena người nọ đó mà đưa ra tòa để mà đấu đá, nói là cái ủy ban của bà làm bậy, không phải là nhiệm vụ của họ, họ là illegitimate, không có hợp pháp đó, thì tòa án, tòa liên bang, tòa rồi lên tới tòa thượng tố, lên tới tối cao pháp viện, bằng những cái phán quyết của họ đó, nói rằng là cái ủy ban này, yes, họ hợp pháp và họ làm đúng cái nhiệm vụ của họ, không có cái gì sai hết. Chính vì vậy mình mới thấy những cái vụ mà lên tới tối cao pháp viện rồi nói là National Archive, tức là văn khố quốc gia, cũng phải đưa tài liệu của Donald Trump cho họ, mà có nghĩa là cái tính cách hợp pháp của cái ủy ban này nó rõ rồi. Vậy thì cái power như thế nào, cái sức mạnh như thế nào, họ biết rằng là họ không có quyền truy tố, cho nên họ subpoena ngay bây giờ đó. Thì càng lúc đó, họ nói rằng là mặc dù họ không có cái power, nhưng mà cái approach, để trả lời câu hỏi của Lệ Ngọc đó, là cái phương pháp của họ như thế nào đó, thì cái phương pháp của họ dùng chính là cái phương pháp của những cái nhóm công tố, chính là, tức là họ không có quyền nghiêm chấp nhưng mà họ dùng đúng những cái phương pháp của những cái cơ quan truy tố, những cái cơ quan công tố, họ dùng cái biện pháp mà để rồi họ thu thập cái tài liệu, thu thập cái bằng chứng để rồi họ thúc đẩy
cho cái cơ quan mà có cái có quyền khởi tố đó, có cái quyền nghiêm chấp đó, là ông Merrick Garland, là Bộ Tư pháp. Cho nên đây là cái cách mà họ, trước hết mình nói là cái dàn nhân viên của họ đó, quý khán thính giả, đó là lãnh đạo cái dĩ nhiên ủy ban là ủy ban điều tra rồi, nhưng mà họ thuê, họ nhờ những cái người mà có cái kinh nghiệm đó. Thì cái ông mà gọi là lãnh đạo cái nhóm điều tra này đó, ông đó hồi xưa ông đã từng là công tố của liên bang rồi, rồi họ lại mướn thêm một cái người top investigator, một người là một chuyên viên mà chuyên môn điều tra những cái tội ác như vậy đó, cũng là từ bên, cũng người này cũng là đã có cái kinh nghiệm điều tra trong quá khứ rồi. Ngoài ra đó thì họ có hàng chục cựu công tố liên bang, những người mà mình gọi là US Attorney đó. Như là chia sẻ mấy lần trước, nước Mỹ mình có 93 phòng công tố liên bang. Mỗi một phòng công tố liên bang như vậy là có một cái ông lãnh đạo, thì ông đó là US Attorney. Thì bây giờ những ông đó lớn tuổi rồi về hưu, hay là vì lý do này đến lý do nọ về hưu đó, thì đã được cái ủy ban điều tra này họ đã thuê những cái tay đó. Thành ra mình cứ tưởng tượng mình ra quân đó, mà tướng lãnh của mình toàn là những cái tướng lãnh mà gọi là đã dày dạn chiến trường rồi, thì đó là những cái người mà đang làm cho cái ủy ban cái ủy ban điều tra này. Cho nên ngay bây giờ nếu mà nói cái số nhân chứng mà đã hợp tác với cái nhóm này đó, hơn 475 người đã hợp tác và đã gọi là trả lời đầy đủ rồi. Còn những cái người mà đang chống đối đó thì họ đã, thì cái nhóm này họ đã đưa ra 100 cái subpoena, trong đó vừa có những cá nhân, vừa có những tài liệu vân vân, 100 cái subpoena rồi. Còn cái mà họ đang bây giờ họ có trong tay đó, nó nhiều đến cái mức độ mà sau khi mà họ thắng cái case ở trên tối cao pháp viện, mà bên cái phòng văn khố quốc gia đó, National Archive đó, mà đưa ra bao nhiêu tài liệu cho họ đó, trong đó cái mà họ nắm trong tay bây giờ là cái phone log đó, tức là tòa bạch ốc, và những cái người mà gọi ra gọi vô gì đó đều có đầy đủ hết. Nhờ vậy mà chúng ta mới nhớ là Jim Jordan cứ chối đi chối lại, nói là không có nói chuyện với Donald Trump. Bây giờ có cái phone log nó show là Jim Jordan đã nói chuyện với Donald Trump một cái cuộc điện thoại kéo dài tới 10 phút trước khi cái cuộc bạo loạn. Trong đó họ nói cái gì thì mình không biết. Yes, ủy ban điều tra của Hạ viện bây giờ họ đang dùng những nhân sự, những người mà có thẩm quyền và những người đó có cái kinh nghiệm điều tra, mà điều tra hình sự. Họ không có quyền khởi tố, họ không có quyền đưa ra tòa, nhưng mà chắc chắn là cái kết quả mà dưới điều tra dưới cái dạng hình sự này thế nào cũng đưa qua bên cho ông Merrick Garland. Cái phần còn lại là Merrick Garland và Bộ Tư pháp đó có làm hay không, cái đó là một vấn đề khác. Anh em chúng tôi sẽ trở lại. Phải trở lại lên không? Cũng một cái bản tin rất là thú vị, thưa Văn Duyên, mà liên quan đến đài Fox. Ngày hôm thứ hai, nếu mà quý vị nào mà có xem theo dõi đài Fox thì quý vị sẽ thấy một cái người host là Brian Kilmeade trả lời như thế nào cho một người khán giả họ gọi điện trên cái chương trình của đài Fox News, của cái chương trình của anh Brian Kilmeade này đó, thưa quý vị. Thì Brian đã trả lời như thế nào là không có ai quan tâm đến những cái tuyên bố bầu cử năm 2020 của ông Donald Trump, và còn chỉ trích là ông Trump lãng phí cái thời gian của mọi người với những cái lời nói dối về cuộc kiểm tra phiếu bầu ở tại Arizona, thưa với anh. Thì anh nghĩ như thế nào khi mà một người dẫn chương trình của đài Fox News, không cần nói, quý vị cũng biết là Fox News là bên phía bảo thủ rồi, mà lại có cái câu trả lời như vậy, anh Duyên? Mà nhất là ông kêu mà cái ông Brian mà Lê Ngọc nói đó, ông này ổng lại ngồi ở trên cái một cái show nó gọi là Fox and Friends, một một trong ba người đó,
mà bao nhiêu lần rồi bao nhiêu chương trình này, là luôn luôn là tay này là một tay cuồng Trump, vậy mà bây giờ đổi giọng rồi. Thành ra cái trong cái chương trình radio riêng của Brian á, cái sự trao đổi nó cũng làm cho mình ngạc nhiên lắm, là tại vì cái người mà gọi vô đó thì cũng nói nữa, người người gọi vô nói tôi là strong supporter của Donald Trump, nhưng mà tôi cũng thấy rằng là cái chuyện mà đảng Cộng hòa làm đó là cringeworthy, là tôi cũng cũng phải né nữa. Thì ông nghĩ như thế nào, thì đó mới là cái câu trả lời của Kimmy đã mà hồi nãy của Brian đó mà Lệ Ngọc đã chia sẻ rồi. Thì nói rằng là cái chuyện là bây giờ không có ai care nữa, Donald Trump muốn nói gì nói, bây giờ không ai care nữa đó. Thì đây là cái câu trả lời mà nó chi tiết nó mới hay nè, là Kimmy đó nói rằng là khi mà Trump có cái rally ở bên Arizona thì ngay lúc đó đó thì cái Kimmy nói rằng là tôi có một người mà người người mà đã nói chuyện với tôi lúc đó đó, người đó là bạn của Donald Trump. Mà thưa quý khán thính giả, mà nói là bạn của Donald Trump mà tới cái mức độ mà gọi là có thể gọi Donald Trump để mà nói chuyện, thì cái người bạn này chắc là phải là một cái người advisor hay là một cái người gì thân lắm, hay là tôi không biết, có thể là Sean Hannity nữa, tại vì chúng ta biết mà Sean Hannity có một cái quan hệ đặc biệt với lại Trump, mà khi Sean Hannity gọi thì Trump bắt điện thoại mà. Cho nên đây là cái lời của Kimmy, của Brian, nói rằng là cái người bạn đó đã gọi vào nói với Trump và nói rằng là phát biểu ngày hôm nay của ông, tức là ở Arizona đó, người đó nói với Donald Trump là cái bài diễn văn hôm nay, cái bài phát biểu hôm nay là tồi nhất từ hồi đó tới bây giờ, bởi vì không ai còn quan tâm tới cái điều mà you nói nữa, không có ai còn quan tâm. Cái này tôi dùng cái chữ mày là tại vì bạn bè mà thân nhau đó thì gọi nhau bằng thằng với bằng mày không à. Cho nên tao nói cho mày biết là cái bài phát biểu của mày ngày hôm nay là cái bài phát biểu tồi tệ nhất, là bởi vì không còn ai quan tâm tới cái điều này nữa, không còn ai quan tâm tới cái điều của mày nói nữa. Thì đó, thưa quý khán giả, nó rõ nét rồi đó. Cho nên khi mà nghe nói là bạn mà bạn thân của Trump đó thì chắc gọi Trump bằng thằng, và gọi Trump cũng chủng mày tao đó mà. Còn cái này thì tôi phải đính chánh rất rõ, không phải bao giờ bạn thân mới gọi nhau bằng thằng đâu. Tôi không có thân với thằng Trump mà tôi cũng gọi nó bằng thằng nữa. Tôi cho là Không biết tại sao anh Duyên lại đọc được cái ý nghĩa của Lệ Ngọc nha. Lệ Ngọc tính nói là anh Duyên nói thân thành thử mới kêu mày tao, thế Lệ Ngọc tính nghĩ rằng chắc là anh Duyên cũng thân với lại Donald Trump, thử anh Duyên rất là tự nhiên khi kêu thằng mày với tao với lại Donald Trump thưa với anh. Và anh Duyên ngay lập tức, Lệ Ngọc chưa nói là anh Duyên đã đính chính ngay rồi nha thưa quý vị. Đó, nhưng mà có một cái mà Lệ Ngọc thấy một cái điều mà Lệ Ngọc học hỏi được khi cái câu nói của Brian Kilmeade có nói rằng đó thưa quý vị, hay, rất là hay, trong cuộc sống thì chúng ta phải học cái cách thua. Anh Lê Ngọc thấy khi đôi khi mình thua mình phải chấp nhận và mình phải nhìn là tại sao mình thua và tại sao đối thủ của mình lại thắng. Nhưng mà Lê Ngọc lại thêm một cái câu, Lê Ngọc suy nghĩ nếu mà thật sự mình có thắng đó thưa quý vị, mình cũng cần nên tiếp tục học hỏi để giữ cái thắng của mình và tiếp tục mình vẫn còn thắng được, chứ đừng có tự kiêu rồi mình sẽ học phải một bài học đáng giá lắm thưa quý vị. Thì đó là cái điều mà Lê Ngọc thấy rất là hay. Trong tuần vừa mới qua khi mà Lê Ngọc ở Phoenix, Arizona đó thưa quý vị, thì Lê Ngọc tiếp xúc rất nhiều những người Mỹ, thì Lê Ngọc thấy Brian Kilmeade đã nói lên được cái suy nghĩ của những người cử tri mà người Mỹ da trắng lên thưa vị ở Phoenix, là những người mà họ nói với Lê Ngọc là hồi lần năm trước và ngay cả cái bầu cử tổng thống năm 2020 họ bỏ cho Donald Trump đó nha thưa quý vị, nhưng mà họ đều nói lên cái suy nghĩ giống như là Kilmeade, là mình thua mình phải chấp nhận, là mình thua và Arizona cái chiến thắng đã vào tay của tổng thống Joe Biden. Một cái điều rất là hay thưa quý vị. Rồi tiếp tục trong những cái bản tin khác đó anh Duyên nghĩ như thế nào khi mà người ta nói đến cái vấn đề là
có những người họ có những cái suy nghĩ mà chúng ta phải đưa những cái tin để cho họ thấy là đây là lần đầu tiên trong nội các của Tổng thống Joe Biden, một người, đây là một nhân vật là cố vấn khoa học hàng đầu của Tổng thống Joe Biden, gọi là từ chức sau khi mà ông ta thừa nhận là ông ta có một cái hành vi không có đúng với lại nhân viên của chính ông. Lê Ngọc muốn nói đến Eric Lander đã lên tiếng xin lỗi về hành vi của mình với lại nhân viên ở trong văn phòng của mình, thưa anh. Eric Lander tại sao phải từ chức? Mà cái từ chức của Eric Lander không có dính gì tới cái khả năng của ông đó, tại vì như Lệ Ngọc mới vừa chia sẻ đó là ông đây là ông tiến sĩ Lander, đây là một vị tiến sĩ về khoa học, mà cái chức của ông đó là nó ngang với cái hàng bộ trưởng đó, mặc dù không phải là secretary nhưng mà nó ngang cái hàng đó. Ông là director về khoa học và kỹ thuật, và đồng thời ổng là cố vấn riêng cho Tổng thống Biden về cái phương diện khoa học kỹ thuật. Mà năm ngoái ổng bị kẹt là những cái người nhân viên của ổng đó nói ổng, khi mà ổng nói chuyện với người ta đó là sách mé, là gọi là giống như là xem thường người ta, giúp coi người ta như cỏ rác đó, mà đặc biệt rất là sắc sược với phụ nữ, nhất là với phụ nữ, miệt thị thuộc cấp của mình mà phụ nữ. Đó là cái cá nhân của cái tay Lander này. Trong khi đó đó thì khi ông Biden ông lên ông làm tổng thống đó, thường thường một ông tổng thống không cần phải nói cái điều này, nhưng mà tại sao mà lúc mà Biden nhậm chức tổng thống đó thì ông nói với cái staff của ông, với cái nội các của ông đó, là đối với ổng là zero tolerance, không có một cái vấn đề gì mà gọi là không có khoan nhượng cái chuyện này. Có nghĩa là cái làm việc cho ổng thì phải hiểu là nơi cái workplace, nơi cái chỗ làm việc đó là một cái nơi mà cái an toàn cho mọi người, và cái respect và cái sự kính trọng là hàng đầu. Ổng nói người nào mà vi phạm cái chuyện mà respect đó, tức là miệt thị cấp thuộc cấp, miệt thị cấp dưới đó, là ổng sẽ sa thải. Ổng nói là ổng sẽ sa thải liền ngay tức khắc. Thế thì cái complaint ông Biden ổng lên lên ngôi mới có khoảng hơn một năm nay, một năm một tháng thôi, thì năm ngoái đó, năm 2021, là cái Thailander này vừa được bổ nhiệm xong là bắt đầu, là chắc là cũng là cái dạng trùm sò rồi, cũng bắt đầu làm bậy rồi, cho nên đã bị cái complaint rồi, và cái complaint đó đã tới tai Biden rồi mà Lander không có bị sa thải. Nhưng mà bên 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 tòa Bạch Ốc đó vẫn nói là họ điều tra, tới lúc mà điều tra một cái mức độ nào đó đó thì có lẽ là đã có một cái cuộc nói chuyện, cho nên Lander đã từ chức. Bởi vì nếu mà không từ chức đó, có thể là ông Biden ông cũng sa thải anyway, cho nên từ chức, và từ chức với một cái lời xin lỗi. Lander xin lỗi là đã tử tệ, đã miệt thị thuộc cấp đó. Thì tôi nhớ lại, quý quý khán giả thấy mình thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Bây giờ mình nói cái thượng hạ đó thì mình so sánh cả hai cái hình ảnh của hai cái nội các gần nhất bây giờ, cái nội các của Donald Trump và cái nội các của ông Biden. Donald Trump đó, mỗi một ngày trên báo, gần như là mỗi một ngày nội trong cái Oval Office, những cái người mà phục vụ ở trong cái phòng bầu dục hay là cái bên cánh đông cánh tây của cái tòa Bạch Ốc đó, mỗi một ngày cái tin mà nó rò rỉ ra báo chí đó là họ chửi nhau. Steve Bannon chửi Jared Kushner chửi Steve Bannon, mà vì cái sự chửi nhau đó cuối cùng cái thằng mặt mo mặt ghẻ Steve Bannon bị đá ra khỏi. Rồi mình nghe một, bây giờ quý khán thính giả cứ lật báo lại đi, trong 4 năm của Donald Trump là 4 năm như thế. Hồi mà Donald Trump, nó là đây là cái chuyện trong gia đình cũng vậy nữa. Donald Trump nói rằng là hai đứa con đó, là Donald Trump enjoy cái chuyện là tụi nó đánh nhau, nó gây gỗ với nhau, và Donald Trump nói mà thằng nào mạnh thì thằng đó sẽ thắng. Đó là cái lối của một cái con bọ hung, mà nó thích vấy với cái đống phân là như vậy.
cái tòa Bạch Ốc lọt vô tay của Donald Trump nó trở thành ra một cái đống phân, mà trong đó mình thấy Peter Navarro, rồi mình nào là Peter Navarro, rồi mình thấy là cái thằng Wilbur đại khái một đống, rồi Kellyanne Conway, những cái gương mặt trân tráo chửi nhau, chửi thiên hạ, chửi lén Donald Trump nữa. Những cái đứa đó nó như vậy mà nó nằm ở trong cái tòa nhà gọi là phẩm cách nhất của nước Mỹ, cái tòa nhà gọi là danh giá nhất của nước Mỹ đó, lọt vô cái bàn đọc đó mà lọt vô cái tay của cái thằng bỏ hung Donald Trump. Còn bây giờ hoàn toàn khác. Sở dĩ mà tôi nói thượng bất chính hạ tắc loạn đó là tại vì cái thời mà tôi làm cái này là một cái kinh nghiệm nó rất là personal, rất là cá nhân, là khi mà tôi làm mà những người mà làm việc cùng thời với tôi ở ở cái sở xã hội ở San Jose biết cái chuyện đó. Thế đó tôi có thể tôi công khai tôi nói cái trạm, dĩ nhiên tôi không có, tôi chỉ trích cái lề thói mà tôi không chỉ trích cá nhân, nhưng mà tôi nói thế này: khi mà tôi là cái người duy nhất người Việt Nam mà lên cái level đó, lên cái level mà gọi là management như vậy đó, thì tôi chứng kiến một cái cảnh rất là lạ. Tôi nói ủa lạ, tại sao vậy? Tôi một mình ngồi chung quanh đó, là trong đó có Mỹ, Mỹ dòng chính đủ mọi màu khác nhau, rồi cũng có người Mỹ nữa, nhưng mà mình vô mình ngồi đó mình nghe họ nói chuyện thì hình như họ có một cái họ bully lẫn nhau. Tôi thì tôi chỉ ngồi tôi cười, nhưng mà tay nào mà bully tôi đó, tôi chỉ cần nói hai câu là shut the fuck up hết trơn á. Cái đó tôi nói thẳng như vậy. Trong đó nó có một cái cá nhân, thì cái người này đó là ý mình nói rằng là mình có quen với board of supervisor này nọ, thành ra left and right, gặp manager này cũng nạt, gặp manager kia cũng chửi. Tôi ngồi tôi lấy làm lạ là tôi nói cũng là manager, cũng là ngang hàng với nhau, mà tại sao lại khuất phục một cách kỳ lạ? Mà khi mà vắng mặt ngồi họp mà vắng mặt cái mụ đó đó, thì tất cả mọi người nó là nhắc tới tới tên mụ đó đó là với một cái sự nghĩa là sợ sợ đó. Tôi mới nói là what the I'm sorry. Nhưng mà thôi, cái chuyện là người ta muốn ăn hiếp nhau gì đó, nhưng mà miễn người ta đừng có đụng tới tôi, tại vì tôi có một cái office cả trăm người tôi phải manage, tôi không có quẩn để mà tôi xen vào chuyện thiên hạ. Tôi tới một cái lần tôi đang đi bước vào để mà tôi gặp cái ông director là ông boss của tôi, thì mụ đứng ở ngay cái hành lang, mụ khoanh tay, mụ nói là hey, tao muốn nói với mày điều này, tao muốn nói với mày điều nọ. Là tôi nói rằng à, thì ra bây giờ chuyên môn là nhai nát hết mấy đứa khác rồi, bây giờ dám đụng tới tôi phải không? Tôi mới nói là nói cái gì? Cái nói là you thế này thế nào? Tôi nói là you shut up, you shut up. Tôi ló đầu tôi vô, tôi nhìn ông director của tôi, bữa đó ổng bận cái gì đó, ổng vắng mặt. Tôi mới hỏi cái bà secretary, tôi nói là tôi mượn cái phòng của ông director của tôi được không? Bà nói cho mượn. Tôi nói là tôi chỉ mặt thà bả mà tôi chỉ mặt trước một cái hàng secretary họ ngồi, tại vì directors mà họ có một cái hàng secretary họ ngồi với nhau như vậy nè. Tôi nói là you vô đây, I teach you a lesson. Tôi vô tôi slam cái cửa, mà tôi slam cố tình cho tất cả secretary ở ngoài biết, tôi slam một cái rầm vậy đó. Tôi nói bây giờ tao cho mày nói trước. She bắt đầu là she sợ hẳn rồi. Chị mới nói là tại sao mà tôi làm thế này thế này. Tôi ngồi tôi nói từ điểm số 1 tới điểm số 10, tôi nói tại sao mà tao cho mày một bài học. Tôi chửi nát hết đó. Nó mới nói là thôi bây giờ về, nghĩa là kể từ đây đó, tao hứa là tao đi ra ngoài đám đông, tao không có trust mày nữa. Tôi nói cái đó là cái your business, mày trust tao hay mày không trust tao đó, cái chuyện là chuyện của bà. Cái chuyện của tôi là tất cả những phiên họp mà có mặt tôi, mà có mặt bà đó, mà bà không bị thêm đó, là tôi sẽ trash bà nát hết luôn đó. Tôi nói thẳng như vậy. Cái chuyện đó nó bùng nổ đến mức độ mà cả sở xã hội nói rằng là cái nhân vật đó đó ở trong cái sở xã hội này không có sợ một người nào, nó chỉ sợ một cái người duy nhất, mà thằng đó là Duy Nguyện.
tới chừng mà tôi đi rồi tới chừng mà tôi đi vào trong một cái bữa họp khác, cũng có người đó, rồi cũng có cái bà director top, bà director bả lên giọng, bả dạy, bả nói là chúng ta phải tôn trọng nhân viên chúng ta, nói theo cái giọng của ông Mo Biden, của ông tổng thống Biden bây giờ nè, là đây là cái workplace, chúng ta phải kính trọng mọi người, kính trọng mọi người. Bà ngồi đó, cái bà kia ngồi kế bên cạnh mà nói một trước một dàn manager ngồi im lìm mà nghe. Tôi đợi bà dứt lời đó, tôi nói một câu rất là simple. Tôi nói là dạ thưa bà, tôi ủng hộ cái chính sách của bà 100%. Nhưng mà mình đó, mình chơi cái này đi, mình walk cái talk đi. Đừng có nói không, nói là phải làm. Cái đó nó mới ngon lành. Tôi biết bà biết là trong cái bàn này mười mấy người là có một cái nhân vật mà đúng y như bà mô tả đó, tức là đi nói chuyện với đồng nghiệp, đi nói chuyện với thuộc thuộc cấp đó là luôn luôn ỷ cái thế chính trị của mình mà chửi thiên hạ. Bà muốn tôi luôn luôn tôi support bà, và tôi support bà nếu mà bà lôi cái bà đó ra ra bà nói chuyện. Dĩ nhiên tôi không có nói bà, tôi chỉ nói là that person thôi. You lôi cái người đó ra, you cho một cái bài học và you discipline đi, you tell bà, tell cái job của bà 1 tuần lễ 2 tuần lễ đi. Lúc đó cái lời nói của bà nó mới có cái power. Còn nếu không thì tất cả chúng ta shut up. Tuy nhiên cái chữ mà shut the fox là bây giờ tôi mới có, chứ hồi đó tôi cũng chưa có sáng chế cái chữ shut the fox up nữa. Nhưng mà khi mà tôi nói như vậy đó, không đỡ tôi được là tại vì tôi mỗi một lần mà tôi nói với quý tôi chia sẻ với quý khán thính giả đó, khi mà tôi ra một cái mệnh lệnh đó, thì cái mệnh lệnh đó phải enforceable, có nghĩa là phải nghiêm chắc được tôi mới ra, nếu tôi không thì tôi không ra. Còn khi tôi nói một điều đó thì tôi phải hiểu rằng là nó phải defensible, có nghĩa là người ta mà đập tôi đó là tôi phải đỡ được cho nó ngon lành. Cho nên tôi đã đi vào cuộc đời là đều là như vậy đó. Khi mà người ta nói mà tôi biết là tôi sai, tôi lắng nghe. Nhưng mà khi mà tôi tuyên bố đó là cái lời tuyên bố của tôi phải defensible, tức là phải có nền tảng về luật pháp, dữ kiện, mọi sự. Chính tại như vậy mà tôi người Mỹ người họ nói mà mình tập mà mình bơi với lại cá mập đó, mình how to swim with the sharks đó. Tôi đã bơi với cá mập từ cái thuở mà mình mới vừa ngoài 20, mình bơi với những cái trong những cái môi trường khác nhau, môi trường nào cũng có cá mập hết đó, trước 75 sau 75 rồi chạy qua tới Mỹ đều có hết. Cái vấn đề của tôi là tôi nhìn cuộc đời nó rõ lắm, nó không có tôi không có ảo tưởng là cuộc đời này là toàn là những điều tốt đâu. Tôi nhìn cuộc đời tôi biết là nó có cái tốt và nó có cái không tốt, và tôi phải luyện cho mình một cái võ nghệ đó là để mà khi mà tôi gặp cái gì tốt đó tôi biết trân trọng nó, và khi mà gặp cái gì mà không tốt đó thì tôi phải đủ võ nghệ để mà tôi đập mà tôi quánh trở lại. Cái này rất là cá nhân mà tôi nói như vậy. Cho nên nếu mà những người mà đã từng làm việc với tôi trong bất kỳ môi trường nào biết một điều là tôi gần như là tôi rất là respectful. Tôi nhớ hồi đó tôi đi vào trong trường đại học đó, tôi còn nhớ cái ông janitor lúc đó đó, là tôi nói là tôi đi vào cái trường đại học sư phạm đó, là ngay cả những người như là bác Vinh, hay là cái người mà janitor trong trường đó, là tôi kính trọng bác Vinh. Cái cách mà tôi kính trọng ông viện trưởng, ông khoa trưởng, tôi kính trọng giống nhau. Còn khi mà một người mà gọi là bắt nạt tôi, thì dù người đó là cái gì đi nữa đó, người đó nên chuẩn bị để mà đỡ cái phản đòn của tôi, là tại vì tôi mà phản đòn đó, không bao giờ hiền hết trơn á. Quay trở lại với Lê Ngọc.